Và thực tế là cái việc mà không chấp hành những cái quy định này thì việc chỉ dừng lại ở việc đeo khẩu trang là những cái việc là rất là nhẹ nhàng, nhưng thực tế là chúng ta thấy rằng là từ khi mà có dịch Covid bùng phát đến nay thì còn có rất nhiều trường hợp chống đối cái việc những cái quy định của Bộ Y tế, của chính phủ, chẳng hạn như là việc chống đối việc là không chấp hành lệnh cách ly tập trung theo cơ quan nhà nước. Mới đây nhất thì công an tỉnh Bắc Giang trong đợt dịch này đã phải dùng xe cẩu đưa một trường hợp kiên quyết cố thủ trên tầng 3 để phản đối lệnh cách ly. Hay là tại tỉnh Lâm Đồng thì cơ quan chức năng tỉnh này đã phát hiện trường hợp đánh cháo người đi cách ly. Hiện các cơ quan đã tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Và đối tượng được xác định là F1 ở tỉnh Bắc Ninh, địa phương đang có số lượng bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 nhiều thứ hai cả nước. Đối tượng đã đi cùng với một nhóm người khác trên xe chở hàng từ tỉnh Bắc Ninh về thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Khi đến huyện Lạc Dương, lực lượng phòng chống dịch đã dừng xe yêu cầu khai báo y tế. Theo quy định, đối tượng cùng một người nữa phải thực hiện cách ly trong 21 ngày. Tuy nhiên, đối tượng không thực hiện cách ly theo quy định mà sắp xếp thỏa thuận để người khác đi cách ly thay cho mình. Vì hai đối tượng đã có sự sắp đặt thỏa thuận để khai báo thông tin và những người được đưa đi cách ly đều mặc đồ bảo hộ kín, nên cán bộ trung tâm y tế Lạc Dương đã không phát hiện ra việc đánh cháo người. Vâng, tôi cũng xin được hỏi các luật sư là với việc đánh cháo người trong cái trường hợp như thế này thì những cái đối tượng này có hành vi như vậy sẽ phải đối mặt với những cái hình phạt như thế nào ạ? Xin mời luật sư ạ. Trước hết thì cái tình huống mà ở Lâm Đồng là một tình huống mà mới xuất hiện, thì chúng ta phải khẳng định rằng đây là một hành vi gian lận, và gian lận này là có mục đích, có chủ đích. Họ đã cố tình đi che giấu từ Bắc Ninh vào đến Lâm Đồng. Xong khi vào đến Lâm Đồng rồi thì lực lượng phòng dịch phát hiện được ra và áp dụng các biện pháp đưa đi cách ly và mặc quần áo theo quy định pháp luật. Tuy nhiên là chính trong quá trình này thì họ lại đánh cháo con người. Vậy thì cái người mà không thực hiện nó và được cháo để nằm ngoài phạm vi cách ly, rõ ràng họ có mục đích. Mục đích ở đây là mục đích trốn, bỏ, chạy khỏi nơi cách ly. Và đấy chính là mục đích của cái hành vi gian dối. Thì trong trường hợp này là chúng ta có thể áp dụng ngay, nếu ngay cái hành vi đó là chống, tức là chống đối người thi hành công vụ. Cái cấu đã cấu thành tội này chưa? Tôi cho rằng là đã thỏa mãn, bởi vì lực lượng cách ly, lực lượng chống phòng dịch là một lực lượng đang làm nhiệm vụ mà do chính quyền địa phương đã phân công cho họ, và mục đích là để chống dịch. Thì đối tượng mà bị xem xét đưa vào phòng cách ly đó chính là đối tượng mà lực lượng phòng chống dịch, là lực lượng thi hành công vụ đang làm, mà họ có hành vi né tránh, chối bỏ thì cái tội đã thỏa mãn về cái hành vi cấu thành tội chống người thi hành công vụ. Mà chống người đây không nhất thiết phải tạo ra một cái, tôi cho rằng là tạo ra một cái hậu quả có thể là gây thương tật cho người đó, hoặc là chống đối bằng cách là thóa mạ, hoặc là bằng cách là đánh đập, nhưng mà không thực hiện hành vi đó cũng đã là có cái dấu hiệu là chống đối rồi. Vấn đề thứ hai nữa ở đây tôi muốn nói đó là có thể thỏa mãn nếu như mà kiểm tra người này là có dấu hiệu của F0 hoặc là có dấu hiệu của F1, nhưng đến một khoảng thời gian mà có thể phát bệnh thành F0 thì cũng đã thỏa mãn về tội danh là làm lây lan dịch bệnh. Mặc dù rằng là tại thời điểm phát hiện ra F0 đó là chưa lây cho người khác, nhưng cái hành vi bỏ trốn của họ là một hành vi buộc họ phải biết là họ sẽ vi phạm pháp luật nếu như họ làm lây lan dịch bệnh. Cái việc là không lây lan ra cộng đồng là ngoài ý muốn của họ. Bởi vì sao? Vì đó chính là lực lượng cách ly đã hoàn thành nhiệm vụ của họ. Có nghĩa rằng là đã phát hiện ra họ là đối tượng phải đưa vào cách ly, và hậu quả không làm lây lan dịch bệnh là không phải là do họ mà là do lực lượng cách ly làm tốt nhiệm vụ dẫn đến không lây lan dịch ra cộng đồng. Từ đó thấy rằng là có thể người này thỏa mãn cái tội danh của điều 240, đó là làm lây lan dịch bệnh, nếu như mà họ từ F1 mà trở thành F0. Vì vậy cho nên trong trường hợp này thì thứ nhất là chúng ta phê phán cái hành vi này. Vấn đề thứ hai nữa là xem xét đến yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự là có dấu hiệu. Và đặc biệt ở đây chưa truy cứu được trách nhiệm hình sự thì họ đã thỏa mãn cái nghị định xử phạt hành chính là nghị định 117 năm 2020, mà mức xử phạt cao nhất thì như luật sư Hiệp đã vừa phân tích là mức xử phạt có thể là cao nhất đến đối với cá nhân là đến đến 3 triệu, còn nếu với tổ chức mà thì có thể đến 20 triệu. Tuy nhiên trong trường hợp này là áp dụng đối với cá nhân.
Vì vậy cho nên trong trường hợp này thì theo khuyến cáo của tôi thì tất cả chúng ta đều phải tuân thủ các quy định pháp luật. Còn nếu không thì như chúng ta đã thấy ở Vinh, khi về Vinh chỉ là F1 thôi. Đúng rồi. Và trong quá trình sinh sống tại cộng đồng và trong một khoảng thời gian thì trở thành F0. Và rõ ràng đấy chính là cũng là đối tượng mà bị xử phạt. Mặc dù rằng họ không có hành vi bỏ trốn, nhưng ở đây đã là hành vi bỏ trốn. Mà giai đoạn này có thể là F1 nếu như điều tra y tế. Thì trong trường hợp mà như tôi vừa nói là xung quanh cái F1 này có thể có những F0 xuất hiện mà không phải từ F1 thì cũng đã cấu thành tội danh của điều 240, giống như trường hợp ở Vinh đã khởi tố vụ án. Cho nên là mong muốn là chúng ta sẽ trong cuộc sống, bà con và quý khán giả không nên vấp mắc phải tình huống này. Mặc dù lợi ích của chúng ta có thể xảy ra là ra ngoài có thể làm được vì công việc. Chúng ta đã thấy một hình ảnh ngày hôm kia là một gia đình, là một thượng úy công an, bố mất, bà nội mất cùng một ngày, không về chia sẻ, cũng không về đội tang được. Và đấy là một hình ảnh mà chúng ta trân trọng và đáng chia sẻ, vì hy sinh mọi quyền lợi để đảm bảo cho cuộc sống bình yên của mọi người. Thế là mong mọi người sẽ không tái phạm lại cái tình huống này. Có thể nói như câu chuyện ở Vinh, Nghệ An là một ví dụ, hay là như một câu chuyện mà chúng tôi được biết, nếu như tôi nhớ không nhầm thì là tại tỉnh Bình Dương, thì đã có trường hợp là F2 tự cách ly ở nhà thì biến thành F0. Và nếu như trường hợp F2 này trước đó mà không tự cách ly mà đi ra ngoài xã hội thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy là những cái ảnh hưởng rất lớn từ những cái trường hợp này, đúng không ạ? Chúng ta cứ tuân thủ các quy định của pháp luật để chính trị chúng ta không trở thành đối tượng của điều 240, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vâng, xin một lần nữa thì xin được cảm ơn các luật sư với những tư vấn vừa rồi từ tổng đài 1900 6145 mà chúng tôi vừa nhận được. Đó là một câu hỏi đến từ khán giả Đặng Tâm Hòa có số điện thoại 0905 3 số cuối 699. Khán giả có hỏi: tôi là người dân đang sinh sống tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, và mới đây thì ở chỗ tôi có bác ra đường không đeo khẩu trang. Bên cạnh đó, bác này còn quát mắng lực lượng chức năng và cho rằng mình chỉ đơn thuần là quên, chứ tại sao lại phạt bác tội như là tội phạm truy nã. Sau đó thì bác này bị phạt tổng cộng là hơn 2 triệu đồng. Vậy thì xin hỏi các luật sư, bác ấy bị phạt như vậy có đúng hay không? Và phạt những lỗi gì mà lại mất nhiều tiền như thế? Xin được mời luật sư Lưu Thanh Hiệp ạ. Tức là mức phạt đối với hành vi đã gây ra gồm: một là phạt tiền 2 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế tại quy định tại điểm A khoản 1 điều 12 nghị định 167 NDCP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Cụ thể, người phụ nữ này đến chỗ đông người mà không chấp hành các quy định là đeo khẩu trang phòng dịch COVID để người khác lây cho mình hoặc mình lây cho người khác. Nội dung thứ hai là phạt tiền 200.000 đồng đối với hành vi gây rối trật tự công cộng quy định tại khoản 1 điều 5 nghị định 167 quy định xử phạt vi phạm chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình. Người phụ nữ đã có lời nói quát mắng nhằm chống lại sự kiểm tra của những người thực thi công vụ. Đây là hành vi không nên có ở những nơi đông người. Hành vi cố tình làm mất tình trạng ổn định ở nơi công cộng gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, có thể gây thiệt hại đến lợi ích của hợp pháp của cá nhân. Với hành vi này đã ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, và nếu người phụ nữ này trước đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này mà chưa xóa án tích mà còn vi phạm thì sẽ bị xử phạt từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Xin được cảm ơn luật sư Lưu Thanh Hiệp với những tư vấn vừa rồi. Và rõ ràng là cái câu chuyện như luật sư vừa chia sẻ hay là những cái câu hỏi của khán giả mà vừa gửi tới chương trình thì cũng là một trường hợp mà tôi đã gặp ngay ở cái địa phương nơi tôi sinh sống. Tức là khi rõ ràng chúng ta biết rằng là nhà nước, chính phủ cũng như là Bộ Y tế thì đã đưa ra những cái thông báo, những cái quy định về cái việc xử phạt này khi mà chúng ta không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Tuy nhiên thì có những cái trường hợp đúng như là người dân chủ quan hoặc là người dân coi thường cái những cái thông báo này khi mà đi ra đường. Có những cái người như cái trường hợp tôi gặp chính là người cha bế con đi ra công viên chơi nhưng mà là cả hai cha con thì đều không đeo khẩu trang, và khi bị cơ quan chức năng kiểm tra thì cũng đã có những cái phản ứng rất là gay gắt
và cũng sau đó thì cũng đã bị phạt, theo như tôi được biết là cũng bị phạt số tiền 2 đến 3 triệu đồng. Và chính những cái câu chuyện này chính là những cái bài học để cho quý vị và bà con thì cần phải nắm được những cái thông tin từ Bộ Y tế hay là từ những quy định, và tối thiểu nhất chính là quy định về việc đeo khẩu trang, để khiến cái công việc, cái việc đeo khẩu trang này trở thành một cái thói quen thường nhật của mỗi cá nhân. Đây cũng là cách để bảo vệ chính mình.